Ôi cay mũi. Cay mũi á? Đi ra đi. Xanh, xanh thật. Đẹp. Xin chào các bác nha. Hôm nay con sẽ được uống cái nước bổ trục ngây. Nhìn này, màu xanh đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Lần đầu tiên uống cái bột trùng ngây này. Xin chào các bạn. Qua những hình ảnh vừa rồi, các bạn có thể thấy đó là cách mà mình đã làm bột trùng ngây. Và sau đây là chia sẻ về cảm nhận của mình khi dùng bột này pha nước uống. Đầu tiên, muốn bột mịn thì phải đi nghiền ngoài quán. Chứ Zampa cái máy xay sinh tố ở nhà cũng không thấy mịn đâu. Chị chủ quán cũng khá là tâm lý khi sử dụng túi vải mới để nghiền bột cho mình. Thứ hai, phải cho thật ít bột thôi thì pha ra nước mới uống được. Đây mình cho 1/2 thìa này thôi. Cho cả thìa không uống được. Mà có uống được thì cũng không thể nuốt vì sau khi nuốt có cảm giác rất là khó chịu ở cổ họng. Thứ ba đó là vị trùng ngây thì không cay như ớt mà cay gần giống với mù tạt. Nó sẽ sộc lên mũi nếu pha quá nhiều bột. Nhưng đó chỉ là khi dùng ở dạng bột thôi. Thứ tư đó là uống không đường thì cũng khá là dễ uống. Thứ năm đó là pha bằng nước sôi thì mới uống được. Còn pha bằng nước nguội thì chỉ có cách là đổ đi thôi. Đó là một vài cảm nhận của mình khi dùng trùng ngây dạng bột. Còn rau tươi nấu thịt cũng khá là ngon. Nhưng trẻ con nhiều bé cũng không thích ăn đâu. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Video này mình xin kết thúc tại đây. Bột trùng ngây mình vẫn để đó thôi vì không thích uống. Bạn nào biết cách uống ngon hơn hãy để lại comment bên dưới chia sẻ cho mình với nhé.